Trận đấu cuối cùng ở giải Ngoại hạng Anh trước khi diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Manchester United. Phải thừa nhận rằng đội chủ nhà Fulham đã chơi cực hay, nhưng bản lĩnh và một chút may mắn là những chất xúc tác giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag giành trọn 3 điểm trên sân Craven Cottage. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với phần bình luận sau trận đấu quen thuộc trên kênh Random Football. Một ngày trước giờ bóng lăn, danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United được tiết lộ và người ta cảm thấy lo ngại khi huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ mang đến London 5 hậu vệ và 4 tiền đạo. Đây được coi như lý do vì sao các vị khách sử dụng Anthony Elanga bên cánh phải hàng tấn công, bởi Marcus Rashford và sao trẻ Alejandro Garnacho chỉ chơi tốt nếu được xếp bên cánh trái. Bên cạnh đó, tương lai của hậu vệ Aaron Wan-Bissaka gần như đã đóng lại tại Old Trafford vì hôm nay anh vẫn không có tên trong đội hình. Và Tyrell Malacia dù thuận chân trái nhưng vẫn chiếm suất đá chính khi Diogo Dalot bị treo giò. Cầu thủ người Bồ Đào Nha và siêu sao Cristiano Ronaldo có lẽ đã rời nước Anh để trở về quê nhà, chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2022. Bước vào trận đấu, có thể thấy Man United nhanh chóng chiếm thế chủ động, dù họ không kiểm soát bóng quá nhiều. Các cơ hội nhanh chóng được tạo ra với sự linh hoạt của Anthony Martial và Marcus Rashford, nhưng cũng phải chờ đến phút thứ 14 thì các vị khách mới tìm được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha tắc bóng đẳng cấp của Casemiro ở khu vực giữa sân, bàn thắng đến với Man United theo đúng ý tưởng, không Ronaldo, đó là nhanh và sắc. Thừa thắng xông lên, bầy quỷ đỏ liên tiếp uy hiếp cầu môn Fulham, nhưng họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ giải lao, Man United vẫn chiếm thế chủ động và vẫn bỏ lỡ cơ hội một cách khó hiểu. Cuối cùng, họ bị trừng phạt từ một tình huống lỗi của Bruno Fernandes bên cánh trái, giúp đội chủ nhà phản đòn và người cũ Daniel James đệm bóng cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sự bế tắc là điều Man United vấp phải trong nửa giờ đồng hồ còn lại và tưởng chừng như hai bên sẽ rời sân với kết quả hòa 1-1 thì vào đúng những giây cuối cùng, dị nhân tốc độ Alejandro Garnacho đã khiến các cầu thủ Fulham gục ngã bằng một tình huống bứt lên khó tin trong 15m cuối cùng trước khi đá chéo góc vào lưới thủ thành Berlino. Vỡ òa, ú òa và hạnh phúc là những cảm xúc cuối cùng trong màn so tài này và trận đấu kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía Man United. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe phát biểu từ các vị huấn luyện viên trên Sky Sports. Đầu tiên, thuyền trưởng Erik ten Hag đương nhiên sẽ ca ngợi cậu học trò Alejandro Garnacho, ông nói. Tốc độ và tài năng của cậu nhóc đã mang lại khác biệt cho United. Tôi biết Garnacho có thể đem lại bàn thắng, kiến tạo và niềm vui bóng đá nói chung. Chẳng ai thích phải dự bị, nhưng phản ứng mà chàng trai này tạo ra sau khi vào sân thật tuyệt vời. Tôi biết Garnacho có sự tự tin và kiêu ngạo lớn, nhưng hy vọng cậu ấy đừng làm điều gì thái quá, mặc dù hai yếu tố này cũng là những gì mà một cầu thủ bóng đá cần để hóa giải khó khăn trong lúc cấp thiết. Về tổng thể trận đấu, Erik ten Hag chia sẻ, chúng tôi chơi tốt trong hiệp 1 và đáng lẽ toàn đội phải ghi thêm vài bàn. Sự khác biệt diễn ra sau giờ nghỉ giải lao vì Man United không thể sớm kết liễu họ. Chỉ cần một cơ hội và mọi thứ thay đổi, kể cả nhịp độ hay bất cứ điều gì. Và bạn đã thấy Fulham lấn lướt chúng tôi. Tuy nhiên 10 phút cuối là thời điểm Man United thống trị với sự bình tĩnh. Chiến thắng này là chiến thắng của niềm tin, khi bạn tin mình luôn có thể ghi bàn. Tôi vui vì một lần nữa người ghi bàn là một người vào sân từ ghế dự bị. Nó minh chứng cho việc đội bóng không chỉ sở hữu 11 cầu thủ và tinh thần tập thể sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Trong khi đó, huấn luyện viên Marco Silva bên phía Fulham tỏ ra đau đớn khi họ trắng tay theo cùng một kịch bản ở hai trận liên tiếp trước các đối thủ đến từ Manchester. Ông chia sẻ, thành thật mà nói, chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế trước United và City. Hôm nay, toàn đội chơi tốt trong hiệp 1 và tốt hơn nhiều sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng cái cách họ ghi bàn thứ hai thực sự khó nuốt bởi vì đó là Premier League và bạn sẽ bị trừng phạt nếu lơ là trong tích tắc. Hôm nay là một buổi tối khó khăn dành cho Fulham, nhưng chúng tôi sẽ học cách rút ra thất bại để hướng tới tương lai. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chúng tôi không chọn Christian Eriksen hay Alejandro Garnacho và mong quý khán giả ghi nhận sự hàn học đến khó tin của Lisandro Martinez
người đã khiến các cầu thủ Fulham rén chân trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Phải thừa nhận, ngôi sao người Argentina đã chứng minh giá trị của mình, xứng đáng đến từng xu mà Man United từng phải bỏ ra để chiêu mộ anh trong mùa hè vừa qua. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu này. Thứ nhất, Erik ten Hag rơi vào bước đường cùng trong việc bố trí nhân sự. Như đã nói ở phần đầu chương trình, Man United chỉ có thể mang 4 tiền đạo đến London. Điều này khiến cho việc sắp xếp đội hình chính thức tương đối khó khăn. Trong các trận trước, Bruno Fernandes được đẩy sang cánh phải để nhường chỗ cho Donny van de Beek, trong khi cánh trái có sự hiện diện của Alejandro Garnacho. Thậm chí việc thua Aston Villa trong bối cảnh Rashford chơi bên phải là giọt nước tràn ly, khiến cho huấn luyện viên Erik ten Hag nghĩ lại ở trận này. Hãy hình dung rằng nếu Elanga đá chính bên phải thì Man United sẽ có hai lựa chọn cực kỳ chất lượng bên trái là Rashford và Garnacho. Còn nếu để Elanga đá dự bị, điều này có nghĩa là Rashford sẽ phải chơi bên phải vì trong hai trận gần nhất, Van de Beek đã mất đi sự tin tưởng để chơi ở vị trí trung lộ và bản thân Bruno Fernandes cũng không tạo ra nguy hiểm nếu anh phải giạt cánh trái sở trường. Do đó, về lý thuyết thì huấn luyện viên Erik ten Hag đã lựa chọn đúng đội hình xuất phát trong bối cảnh Anthony và Sancho đều chấn thương. Hôm nay, quyết định để Rashford và Garnacho thay nhau chơi bên trái hoàn toàn phát huy tác dụng. Mặc dù phải thừa nhận, Man United có phần may mắn để mang về 3 điểm trên sân Craven Cottage. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích trận này vào chiều muộn để quý vị và các bạn hiểu rõ thêm. Thứ hai, không còn gì đau hơn hai chữ đã từng. Vâng. Hôm nay, cặp đôi Andreas Pereira và Daniel James, những người từng chơi cho Man United đều chơi cực hay trước đội bóng cũ. Quân AP chứng tỏ rằng việc anh đứng thứ hai trong danh sách tạo cơ hội ở Premier League mùa này không phải là trò đùa, trong khi Daniel James cho thấy tốc độ kinh hoàng bên cánh phải và khiến Lisandro Martinez bất lực trong việc theo đuổi. Trước đây, Danny Welbeck cũng rời Man United và thường xuyên làm tổn thương bầy quỷ đỏ. Hôm nay, lịch sử đã lặp lại khi James ghi bàn và anh không ăn mừng. Nhưng nói chung có một chút tâm linh trong những trường hợp này vì thật khó hiểu khi các cầu thủ rời Man United thường xuyên chơi cực hay trước đội bóng cũ. Cũng may là các vị khách vẫn có chiến thắng, nếu không thì tuần làm việc sẽ trở nên nặng nề hơn dù World Cup đang đến gần. Thứ ba, đã đến lúc Ronaldo rời Man United. Đầu tiên, chúng tôi không nói đến tình trạng của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong thời điểm nhạy cảm này. Nhưng phải thừa nhận, Man United không Ronaldo là một đội bóng khác nếu họ vẫn duy trì được nền tảng thể lực. Không phải ngẫu nhiên mà Erik ten Hag tuyên bố Man United khó vào top 4 nếu vắng Martial, bởi cầu thủ này thực sự quan trọng trong các quyết định chiến thuật trên sân. Chúng tôi đã phát hiện ra những ý tưởng khác biệt khi có Ronaldo và không có Ronaldo trên sân, và điều này chỉ được tiết lộ trong bài phân tích chiến thuật. Nhưng như đã nói, đây là thời điểm mà hầu hết chúng ta đều nhận ra rằng siêu sao sinh năm 1985 đã hết thời và nên rời Man United nếu muốn giúp đội bóng phát triển. Quan điểm này cũng tương đồng với phát biểu của Wayne Rooney. Thậm chí cách đây ít phút, đích thân CR7 tuyên bố rằng anh bị phản bội tại Man United trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên truyền thông. Vâng, cái kết cay đắng nhất trong lịch sử bóng đá. Thứ tư, Man United quá sáng cửa top 4. Sau vòng 15, chúng ta có thể thấy Man City và Arsenal đang nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Man United chưa thể chen chân vào đó. Nhưng sự sa sút của Liverpool và đặc biệt là Chelsea sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag nhẹ nhõm hơn ở cuộc đua vào khu vực giữa Champions League mùa tới. Newcastle vẫn cần thêm thời gian và khả năng cao là sẽ hụt hơi vào thời điểm cuối mùa. Thế nên Man United hoàn toàn có cơ hội để kết thúc trong top 4 nếu họ đá một cách tử tế. Về cơ bản, hãy so sánh hai trận Man United Fulham và Man City Fulham. Tỷ số giống nhau, kịch bản tương đồng nhưng nó khác hẳn về tính chất. Trước City, có thể thấy Fulham như một chú thỏ đế nhút nhát dù được chơi hơn người, nhưng họ lại biến thành con hổ dữ khi đấu với Man United. Đó là về khía cạnh của tinh thần và rõ ràng đội bóng của Erik ten Hag chưa gây ra sự sợ hãi cho đối thủ. Ngược lại, còn khiến họ hưng phấn hơn sau một bàn thắng. Do đó, nếu biết chắt chiu cơ hội sau khi mở tỷ số, chắc chắn Man United sẽ không cho phép đối thủ bật lại. Và việc giành chọn điểm số trong các trận cầu trước đối thủ chiếu dưới sẽ là điều tiên quyết cho mục tiêu top 4. Nhưng hãy nhớ rằng, bóng đá không bao giờ nói trước được bất cứ điều gì. Hôm nay là thế, nhưng chỉ cần 4 tiếng sau thì mọi thứ có thể sẽ khác. Vì vậy, luận điểm Man United sáng cửa top 4 chỉ là nếu họ chơi đúng phong độ. Thứ năm, các tân binh tỏa sáng, chứng tỏ Man United đã đúng đắn khi thay đổi cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng.
Mùa này, tất cả các cầu thủ được đưa về trong hè đều chơi ổn cho tới xuất sắc. Thực tế cho thấy giải thưởng xuất sắc nhất tháng kể từ khi mùa giải khởi tranh đều thuộc về những tân binh như Lisandro Martinez, Christian Eriksen và Casemiro. Vì thế chúng ta có thể thấy rằng, sau sự ra đi của Ed Woodward và hàng loạt bộ sậu thượng tầng, Man United đã làm tốt hơn trên thị trường chuyển nhượng, và đây không phải là sự ngẫu nhiên. Vào ngày mai, tác giả Ilfer sẽ đưa ra quan điểm về câu chuyện này và quý khán giả sẽ hiểu rõ định hướng chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford đang như thế nào và thay đổi ra sao so với giai đoạn trước đây. Tất nhiên, sự tiến bộ đó cũng phải nhờ vào huấn luyện viên trưởng và chúng ta cần ca ngợi huấn luyện viên Erik Ten Hag trong việc thanh lọc nhân sự bước đầu và chắc chắn nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn vào mùa hè tới. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!